Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bí thư Nên đang tạo phản và suy thoái đạo đức, ông Trọng tính sao đây? Ông Nguyễn Văn Nên vào Sài Gòn trong lúc ông Nguyễn Thiện Nhân đang vô dụng, dung túng cho Tất Thành Cang nhởn nhơ dù sai phạm đầy mình. Có Nguyễn Thiện Nhân, nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua kê cao gối ngủ yên mà không sợ ai phải độc thủ tới mình. Thế rồi ông Nguyễn Phú Trọng đưa Nguyễn Văn Nên về thành phố Hồ Chí Minh trong lúc ông Nên chỉ là ủy viên Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên. Khi về thành phố, công an thành phố Hồ Chí Minh đã tóm Tất Thành Cang, lấy xem như là dấu ấn của ông Nguyễn Văn Nên dâng lên ông Tổng. Đó là ông Nguyễn Phú Trọng và sau đó là ghế ủy viên Bộ Chính trị đã được dành cho ông Nên. Nói chung, những gì ông Nên làm từ năm 2020 cho đến năm 2021 đều làm cho ông Tổng khá hài lòng. Tuy vậy, việc nắm thành phố giàu nhất đất nước cũng tạo ra cho người lãnh đạo ở nơi đây một tâm lý rất bất lợi cho Trung ương, đó là tâm lý vua một cõi. Lê Thanh Hải khi còn là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, lẽ ra ông Hải bị bứng ra khỏi thành phố này để đưa ông Nguyễn Sinh Hùng về thay thế. Mặc dù vậy, dựa vào thế lực và gia tộc Lê Trương và vây cánh miền Nam của ông ta nên dường như Lê Thanh Hải lúc đó quyết không nhường ngôi và cuối cùng Nguyễn Sinh Hùng phải nhận giải an ủi là chủ tịch quốc hội. Lê Thanh Hải xây dựng đế chế của ông ta mạnh đến mức sau khi về hưu đã 6 năm mà ông Tổng Trọng vẫn không làm gì được. Ông Lê Thanh Hải dân gốc Tiền Giang và cũng giáp thành phố Hồ Chí Minh, ông ta xây dựng vây cánh mạnh như thế nào thì chắc ông Nguyễn Văn Nên cũng thừa hiểu. Ông Nên là dân gốc Tây Ninh, cũng là dân miền Nam sát thành phố, nên về thành phố rất dễ bắt dễ hơn những con người nói tiếng phía Bắc. Vì thế khi ra thành phố này khó lòng ông Nên không muốn xây dựng một đế chế riêng. Dù là cộng sản nhưng miền Nam vẫn có tư tưởng tiến bộ hơn cộng sản miền Bắc. Ông Nguyễn Phú Trọng là thế hệ sau nhưng tư duy không thoáng bằng ông Võ Văn Kiệt hay ông Phan Văn Khải thuộc lớp lớn tuổi hơn. Đó là một thực tế. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên đã tát vào nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Theo những gì chúng tôi nắm được thì ông Nguyễn Văn Nên đang được lòng quan chức miền Nam trong bộ máy chính quyền của thành phố hơn ông Đinh La Thăng. Một phần cũng vì ông Nên là người miền Nam dễ hòa nhập với văn hóa công chức của bộ máy chính quyền ở thành phố này. Phần vì ông Nguyễn Văn Nên khôn ngoan hơn ông Đinh La Thăng rất nhiều. Đã 3 năm, thời gian đủ lâu để ông Nguyễn Văn Nên lập đế chế riêng. Những gì ông Lê Thanh Hải từng làm thì ông Nguyễn Văn Nên cũng có thể làm được. Gần đây có nhiều dấu hiệu lạ cho thấy ông Nên có vẻ như đang đi chệch hướng quỹ đạo của Đảng Cộng sản, mà đặc biệt là đi ngược lại quan điểm bảo thủ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người miền Bắc. Bắt đầu từ quyết định trả lại chiếc lư hương tượng Đức Thánh Trần, rồi lập kế hoạch khôi phục lại tượng đài Trần Nguyên Hãn trước chợ Bến Thành, khôi phục lại bùng binh cây liễu trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, và đặc biệt hơn nữa là dạy cô nói rằng dạy các cháu trung thực các đồng chí à. Nó quả thực như là một gáo nước lạnh dội vào niềm kiêu hãnh của Đảng Cộng sản mà ông Nguyễn Phú Trọng đang vun vén bấy lâu nay. Nói như thế chẳng khác nào thừa nhận nền giáo dục xã hội chủ nghĩa là nền giáo dục dối trá. Đặc biệt là ông Nguyễn Văn Nên đi dự lễ giỗ tổ giỗ Tả Quân Lê Văn Duyệt. Đây là danh nhân được Việt Nam Cộng Hòa xem là người có công với đất nước. Tuy nhiên, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay vẫn phủ nhận công lao của vị tướng này. Đây là hình ảnh Nguyễn Văn Nên thắp hương mộ Tả Quân Lê Văn Duyệt. Nói tóm lại là con đường xây dựng thanh thế cho mình, ông Nguyễn Văn Nên đã nắm được sự mong muốn của dân miền Nam và cả các thuộc hạ của ông trong bộ máy ở nhà nước. Tuy nhiên, hành động này chẳng khác nào ông Nên phản bội lại tư tưởng bảo thủ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Văn Nên rõ ràng là đang suy thoái đạo đức theo tiêu chuẩn của ông Tổng Trọng đặt ra. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng lâm nguy, tài liệu mật về ông Thủ tướng bung bét từ trong đến nước ngoài. Như tờ Thời báo.de đã từng đưa tin trước đây hơn một tháng từ nguồn tài liệu mật, những mối quan hệ bí mật của ông đương kim Thủ tướng Việt Nam và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, vai trò của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong các thương vụ mua bán vũ khí
Và cho đến hôm nay, tài liệu mà Thời báo.de đã từng có trong tay đang dần khẳng định nó là tài liệu khả tín. Vào ngày 30 tháng 8, tờ báo Intelligence Online loan tin ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có thể dính líu trong vụ tham nhũng của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IEC mà bà chủ tịch là Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trốn lệnh truy nã từ trong nước. Vụ này đã bị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng đưa vào tầm ngắm đặc biệt. Thông tin này đã lặp lại những gì mà tờ Thời báo.de đã đưa tin trước đó. Đây là hình ảnh bí mật bị Intelligence Online bật mí. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang từng bước vững chắc đi những đòn hiểm nhắm vào ông Thủ tướng đương nhiệm. Bước đi gần đây nhất vào ngày 18 tháng 8, cơ quan điều tra của Bộ Công an Việt Nam thông báo diễn biến của cuộc điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IEC và bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vào hồi năm 2012. Lúc đó ông Phạm Minh Chính là bí thư tỉnh ủy ở Quảng Ninh. Vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn buôn bán vũ khí với các nhà thầu cung cấp thiết bị quân sự của Israel có liên quan đến cơ quan tình báo nổi tiếng của nước này và cả Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Với trách nhiệm giải mật thì tờ Thời báo.de đề cập đến. Tuy nhiên, với trường hợp vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang được ông Tô Lâm thực hiện, thì quá trình điều tra đang bị vướng vào rất nhiều thông tin nhạy cảm. Hiện tại, theo thông tin mà chúng tôi nắm được, là giữa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dường như đã thống nhất là dùng vụ án khác để quyết bắt cho bằng được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tránh nói đến về vấn đề mua bán vũ khí vì nó liên quan đến bí mật của nhà nước và lĩnh vực quốc phòng. Thực ra, cho đến ngày nay, chuyện bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được ông Thủ tướng ưu ái cho việc trung gian mua bán vũ khí cho Bộ Quốc phòng không còn là bí mật nữa vì nó đã bị lộ ra từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, ông Tổng Bí thư cấm hệ thống báo chí tại Việt Nam và cả cơ quan điều tra nhắc đến vụ sai phạm này mà thay vào đó tìm những lối khác để lấy cớ bắt cho bằng được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam để quy án. Nhiệm vụ của ông Tô Lâm là bắt được bà Nhàn khai thác vấn đề mua bán vũ khí và dùng nó làm công cụ triệt hạ ông Thủ tướng, chứ không truy tố bà Nhàn về tội này. Đây là hình ảnh hai nhân vật chính mà ông Tổng đang nhắm đến. Như vậy, qua những gì tờ Thời báo.de nắm được từ tài liệu mật trước đây và từ những thông tin được nguồn tin riêng cung cấp, ông Tổng Bí thư đang khởi tố vụ án bà Nhàn vì động cơ chính trị. Hiện tại, ông Tổng không có nhu cầu giành chiếc ghế với ai cả. Ông Tổng bây giờ chỉ cần dành chiếc ghế cho đệ tử của ông, chứ ông không dành ghế cho bản thân mình. Vậy câu hỏi là ông Tổng lãnh đòn hiểm và ông Phạm Minh Chính là để dọn đường cho ai đây? Ông Nguyễn Phú Trọng là người đa mưu túc kế. Có lẽ trên chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không ai qua mặt được ông Trọng. Vì thế, ông luôn làm chủ cuộc chơi bằng nhiều dự tính của đối thủ không thể ngờ tới. Những gì bề nổi ông Nguyễn Phú Trọng cho mọi người thấy, đấy là những gì ông muốn cho bản dân thiên hạ cùng biết. Còn những gì ẩn giấu bên trong là quan trọng. Khi những đòn hiểm được lộ ra thì e là đã quá muộn. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư vẫn là người ra những đòn hiểm khó ai đỡ nổi. Ông Thủ tướng đương nhiệm không phải là thế lực dễ quật, kể cả đối với người nắm trong tay quá nhiều đồ chơi như ông Tổng Bí thư. Vì thế mà ông Trọng biết phải nhắm vào huyệt hiểm mà ra đòn. Thế lực ông Thủ hiện nay đã có một phần của đối thủ chính trị của ông, của Nguyễn Tấn Dũng góp một tay vào. Tuy ông Dũng không còn quyền lực nhưng ông có kinh nghiệm và các mối quan hệ cũ còn rất nhiều. Nhắm vào ông Thủ hiện tại cũng là cản đường được cho cậu con út là đối thủ Nguyễn Thanh Nghị tiếp tục tiến vào Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ sau. Một công đôi đường.